các bạn. Hôm nay thì cũng còn cỡ 2 tháng nữa Tết Việt Nam rồi. Thì đây là cây đào ở nhà Thái Mì. Hôm nay Thái Mì sẽ lặt những cái lá đào này hết để cho cái bông đào nó ra kịp cho mùa Tết, nó có bông hoa đều. Nếu mình không có lặt thì nó không có ra hoa đều. Năm nào Thái Mì cũng lặt cái lá đào này hết á. Năm nào Thái Mì cũng leo lên trên đây và hái. Thì đây là hôm nay Thái Mì mời cô chú và các anh chị hãy cùng đi hái lá đào với lại Thái Mì nha. Thái Mì sẽ lặt hết. Còn miếng cao quá đó, trên nóc nhà nè, mà không được thì chắc Thái Mì phải cắt ngang bớt cho nó ngắn lại mới lặt mấy cái lá được. Giờ này thì trời nó mát rồi, hôm qua thì rất là nóng. Hôm nay thì cũng 2 giờ rưỡi chiều rồi thì Thái Mì mới ra lặt lá đào. Giờ những cái ngắn Thái Mì sẽ lặt trước. Thái Mì lặt mấy cái lá nó ngắn trước rồi mới lặt mấy cái lá ở trên cao leo lên cầu thang. Mình lặt rồi mình bỏ vô cái thùng rác này luôn. Mình chút cao quá chắc liền xuống dưới đất có gì quét hốt. Cây này nó cao quá, lặt nó hơi khó, phải chịu. Muốn có Tết có hoa đào để mình trưng ở trong nhà thì phải chịu khó một chút, cái gì cũng vậy. Năm nào ở nhà Thái Mì cũng có một cái cây chậu hoa đào rất là đẹp luôn. Hôm nay là ở Cali là cũng ngày Chủ Nhật. Hôm qua đáng lẽ Thái Mì lặt nhưng mà trời nóng quá, không có ra lặt. Phải đeo bao tay lên, lặt cho nó đừng có đau tay. Cúm nhà Thái Mì nó thấy Thái Mì đi ra đây nó đòi đi, nó la quảng quảng. Lặt khi về chắc cũng mấy tiếng mới xong, mà cố gắng thôi. Wow, giỏi quá. Thái Mì sẽ theo kéo cái thùng rác này tới đây, xíu lên đây. Chút leo cầu thang, có con có cầu. Cũng rớt đầy ở dưới đây hết rồi, rớt đầy với mấy chỗ này thì Thái Mì chút hồ quét sao. Hôm bữa thứ sáu Thái Mì cũng đi chích vaccine cái mũi thứ ba rồi, ở về cũng bị hành. Ngày đầu không bị hành nhưng mà ngày thứ hai thì nó hành Thái Mì. Thái Mì bị lạnh đó, lại cái vai chỗ mình chích đó nó bị nhức nguyên một ngày luôn. Thái Mì phải uống thuốc Tylenol vô ấy, cho nó giảm đau. Nhưng mình muốn chích thì mình cho bảo đảm hơn, chứ mình cũng đi ra đường, mình đi chợ mỗi ngày mình không chích đó, mình sợ bị lây. Nhiều người không có chích mũi thứ ba đâu, người ta nói hai mũi cũng đủ rồi, nhưng mà Thái Mì muốn thì Thái Mì chích mũi thứ ba. Mình chích đâu có tốn tiền đâu, nhà nước trả tiền cho chích không tốn tiền mà, sao mà Thái Mì cũng phải chích thôi. Mũi thứ ba này chích có nửa ống thuốc thôi, nhưng mà cái thuốc này nó mạnh lắm á. Ai về á, mấy chị bạn Thái Mì cũng bị hành một ngày hết á, sau 24 tiếng thì nó hết. Nhiều quá chừng luôn nè. Đứng phía bên này hơi thấy tối một chút cô chú và các bạn. Mình coi chứ mình lặt 2 tiếng đồng hồ xong rồi, hai cái tay mình nó cũng mỏi lắm đây nè. Mà cái gì cũng vậy thôi, mình muốn đẹp thì mình phải chịu khó một chút.
thì cái gì nó mới cũng đẹp được ha cô chú và các bạn. Rồi ai mà nhìn nó thấy thay mì mà leo lên cái cầu thang này á, ai cũng nói trời ơi làm gì mà leo cao chi dữ vậy, người té rồi sao đấy, thì phải cẩn thận thôi chứ sao. Mình muốn lặt hết lá mấy cái lá hoa đào này, tại vì mốt mình sẽ cắt những cái nhánh nó vô, nếu mình cắt nó ngắn quá cái nhánh nó không có được đẹp. Thêm mì đã hái mấy cái lá đào thấp ở dưới rồi, bây giờ thêm mì phải leo lên cầu thang cô chú các anh chị để hái mấy cái cao ở trên này. Quá chừng lá không? Nó ra nhị rồi nè. Nó ra nhị đào nhỏ nhỏ. Cái chỗ mà không có lá nó ra nhị nè. Nó cao. Vắng vẻ. Im lặng. Hồi nãy ở đây thì mày thấy có bốn hai cái cặp người Mỹ mà nhìn nó thấy giống như không có đàng hoàng á, chạy xe đậu đậu ngay chỗ này nè. Đậu ngay chỗ này nè. Nhìn giống như là mấy người mà hút xì ke với mấy người mà làm gái á, ăn mặc á, nhìn thấy làm gái á. Thêm mì quay video cái mình hái lá đào này nè, cái nó tưởng mình quay nó đó, nó sợ mình báo cảnh sát á, cái nó đem lấy phone nó chạy ngang với bộ nó quay lại thêm mì, giống như hù thêm mì phải không. Mấy người mà không đàng hoàng vô đây á, mình phải báo cảnh sát á. Rồi nó vô á, nó để ý nhà ai nó cướp á. Mình ở trong đây quen rồi mà có người lạ nào vô á, không ở đây mình biết liền à. Vô đây thùng rác đầy rồi, ráng nhét vô luôn. Giờ cũng chiều rồi, chắc cũng 4 giờ rưỡi chiều rồi, 2 tiếng 2 tiếng rưỡi. Cố gắng làm cho xong sớm. Rồi tối xuống rồi, không thấy đường làm. Mùa này thì trời nó mau tối xuống. Rồi xem mình rạch lá, nãy giờ quen hốt rồi.